Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của Vờ Studio. Và ngày hôm nay thì mình sẽ mang đến một video về phụ kiện, cụ thể là chúng ta sẽ có loa Bluetooth của Xiaomi. Mọi người có thể thấy rằng Xiaomi đã rất thành công trong thị trường smartphone. Ngoài ra không thể không kể đến những sản phẩm khác như là đồ dùng thông minh, rồi là phụ kiện đi kèm với smartphone vân vân vân. Nói chung là như vậy, thì hôm nay mình đem đến hai sản phẩm so sánh là em Xiaomi Squarebox, quên tên, Xiaomi Squarebox 2 2015 và một phiên bản đời mới hơn là Xiaomi Mi Squarebox 2 2017. Và mình có check giá ở trên Sephora thì cực kỳ bất ngờ là em này ra mắt trước nhưng mà lại có một mức giá hơn 800.000 thời điểm hiện tại vẫn giữ nguyên giá như vậy. Còn em Mi Squarebox 2 ra mắt sau nhưng có mức giá chỉ hơn 500.000 thôi. Vậy thì anh em hãy xem video này xem có sự khác biệt gì nhá. Đầu tiên là em Xiaomi Squarebox 2 2015 thì em này có một thiết kế mình thấy là rất là chắc chắn, cầm nắm trên tay thoải mái và vô cùng mát bởi vì chất liệu là kim loại. Ở bên cạnh phải thì chúng ta sẽ có một jack cắm tai nghe 3.5 này, một mic và có một cổng kết nối là micro USB kèm với một khe để có thể cắm thẻ nhớ vào. Rất là tiện lợi khi mà anh em không cần phải phát kết nối Bluetooth với điện thoại, chúng ta có thể chơi nhạc ngay trên này với thẻ nhớ. Mặt bên cạnh trái thì sẽ có tất cả những cái phím cứng ở đây, có phím pause rồi chơi nhạc này và tăng giảm âm lượng. Ở dưới cùng thì sẽ là có một nút để kết nối Bluetooth khi mà các bạn ấn giữ, còn nếu mà ấn một lần thì sẽ là kiểm tra phần trăm pin. Về âm bass thì nó khá tốt, có một độ rung nhất định khi mà mình sờ vào loa. Bên cạnh đó thì những cái âm như là kiểu vocal hay là âm treble thì nghe khá cao và trong. Nhưng mà một nhược điểm là khi mà để max volume thì tiếng lại hơi bị rè. Và nhược điểm thứ hai mà mình không thích ở chiếc loa này đó chính là tất cả đều là bằng tiếng Trung. Thậm chí là khi mà mình bật loa lên để kết nối Bluetooth hay là khi mà mình kiểm tra phần trăm pin thì toàn nói tiếng Tàu thôi. Nên mình thích nghĩ Xiaomi nên trang bị thêm cho người dùng một quyển từ điển Trung Việt để có thể hiểu những gì chiếc loa này nói. Và về thời lượng pin thì em này có một viên pin là 1500 mAh và có thể chơi nhạc liên tục lên tới 8 tiếng. Quay trở lại đến với chiếc loa thế hệ sau là Xiaomi Mi Squarebox 2 phiên bản 2017. Thứ nhất mình thấy khác biệt ngay là ở phần thiết kế. Chỉ có duy nhất khung viền là được làm bằng kim loại thôi, còn hai mặt trước và sau đều làm bằng nhựa. Thực sự em này đem đến cho mình một cái trải nghiệm cầm nắm trên tay không thoải mái một chút nào bởi vì khá cấn. Các cạnh kiểu được làm sắc lẹm ấy, cầm nhiều lúc cảm thấy hơi đau tay. So về thiết kế thì mình sẽ đánh giá em Mi Square 2 2015 đẹp hơn, sang trọng hơn. Chưa kể là Squarebox 2 2015 lại còn có nhiều phiên bản màu sắc để lựa chọn hơn. Màu hồng này, màu vàng này, rồi màu xanh này. Còn em này chỉ có phiên bản màu trắng thôi. Về chất lượng âm thanh thì sao? Có gì khác biệt? Thực sự thì âm vocal này cũng như là treble mình nghe thì khá là tốt, vẫn trong. Một ưu điểm so với người anh tiềm nhiệm đó chính là khi mà bật max volume lên cũng không bị rè. Nhưng mà về âm bass thì lại khá yếu. Nên là những bạn nào mà thích nhạc EDM thì nghe nhạc trên chiếc loa Mi Squarebox 2 2017 thì nghe sẽ hơi bị tù. Nhưng mà bù lại thì nghe những cái bài pop ballad thì khá là tốt, với một mức giá loa chỉ có hơn 500.000 thôi. Và một điểm cộng mà mình thấy thích ở sản phẩm thế hệ mới này đó chính là trong quá trình phát nhạc, nếu như điện thoại của mình có cuộc gọi đến, mình có thể ấn luôn vào nút nguồn. Ở đây thì sẽ có thể dễ dàng đàm thoại ngay trực tiếp trên loa luôn. So về viên pin thì em này sở hữu một viên pin dung lượng là 1200 mAh, ít hơn so với người tiền nhiệm. Và mình sẽ bổ sung thêm một cái ưu điểm nữa dành cho thế hệ mới Xiaomi Mi Squarebox 2 2017. Đó là em này được trang bị khả năng kết nối Bluetooth 4.2 hơn người tiền nhiệm là chỉ có 4.0. Tức là mọi người sẽ có thể kết nối cùng một lúc nhiều thiết bị hơn. Và vừa rồi là bài so sánh của mình về hai chiếc loa Bluetooth của Xiaomi. Mọi người sẽ lựa chọn một chiếc loa có thiết kế đẹp, chất âm tốt, với cả có khả năng chơi nhạc trực tiếp trên loa mà không cần kết nối Bluetooth vì có thẻ nhớ. Hay là mọi người sẽ lựa chọn một sản phẩm có chất âm cũng không thua kém nhiều và quan trọng là mức giá rẻ hơn 300.000, bên cạnh đó thì có khả năng kết nối Bluetooth tốt hơn.
Mọi người hãy comment ý kiến phía dưới giúp mình nhé. Và đừng quên, nếu như anh em đang tìm loa Bluetooth để quẩy cho mùa hè này thì hãy tham khảo ở Cellphone S, đang có cực kỳ nhiều loa với mức giá hấp dẫn và chất lượng tốt hàng chính hãng. Bắt đầu chúng ta sẽ đến với